món ăn chữa dứt điểm gai cột sống, còn chống ung thư cực hiệu quả. Nhiều người cứ nghĩ trời kêu ai nấy dạ, bệnh tật là lẽ thường tình, thế nên có bệnh thì nhận chứ phòng với tránh chi cho mất công. Thế mới có chuyện bệnh viện ung bướu lúc nào cũng chật kín người, còn các cây thuốc quanh mình thì bị bỏ quên ngó lơ. Có lần tôi có dịp nói chuyện với một người bạn ở nước ngoài, bạn ấy đang làm trong ngành dược, chúng tôi có trao đổi email qua lại. Bạn ấy hỏi bên Việt Nam có nhiều cây xương rồng không, tôi bảo nhiều vô số kể. Bạn nói chúng tôi đang nghiên cứu một loại thuốc chữa viêm khớp, mà trong cây xương rồng có chất này để chữa bệnh rất hiệu quả. Lúc đó tôi mới ồ lên, vậy mà dân mình đâu ai biết đâu ai quan tâm. Nếu nhớ không nhầm có lần đi Phan Giang chơi, tôi thấy ở đây xương rồng nhiều vô số kể mọc hoang dại khắp các nẻo đường. Giống như biểu tượng của vùng đất quanh năm chỉ có 7 ngày mưa, nhưng hầu như không ai biết loại cây này dùng để chữa bệnh xương khớp rất hiệu quả, và chữa bằng cách nào. Lúc đó bản thân tôi cũng không biết, cho đến lần tôi có dấu hiệu bị xương khớp, khớp gối đau nhức kinh khủng. Tôi nhớ lại có lần bạn tôi nói cây xương rồng có chất chữa khớp vi diệu lắm, vậy là tôi mạnh dạn email cho bạn, rồi được bạn hướng dẫn thế này. Dù thuốc chữa khớp vẫn đang trong quá trình bào chế nhưng bạn có thể chữa tạm thời bằng cách này hiệu quả lắm. Cứ lấy khoảng 3 đọt non xương rồng ba chia, dài chừng 10cm, loại thường dùng để trồng hàng rào. Nhớ lựa đọt non còn tươi xanh và một con cá lóc ruộng khoảng 250g. Cách thực hiện. Bước 1. Xương rồng mua về thì đem tỉa hết gai ở các cạnh, rửa sạch rồi bào hoặc sắt thành từng lát mỏng. Bước 2. Cho một lượng muối vào xương rồng rồi bóp nhẹ cho ra mủ xương rồng. Đem xả với nước cho hết muối rồi lại cho tiếp một lượng muối vào xương rồng và bóp tiếp. Xả xương rồng lại lần cuối với nước sạch sao cho ra hết mủ. Bước 3. Đem cá lóc làm sạch, bỏ hết nội tạng cá. Bước 4. Cho xương rồng và cá lóc đã sơ chế vào nồi, kèm theo một chén nước. Nấu trên lửa nhỏ liu riu cho đến khi thấy nước gần cạn, cá lóc vừa chín thì tắt bếp. Ăn cá lóc xương rồng trong ngày, và ăn trong 5 ngày liên tiếp để xua tan những cơn đau nhức. Ngoài cách trên thì chúng ta có thể áp dụng cách khác dễ hơn, đó là uống nước ép xương rồng vừa đơn giản, vừa chữa được rất nhiều căn bệnh chỉ với một ly mỗi ngày. Vậy đó mà dần dần tôi đã khỏi. Tôi cũng đem cách này chỉ cho bố của một người bạn bị đau cột sống. Đi khám thì bác sĩ bảo là gai cột sống. Mặc dù đã chạy chữa khá nhiều nhưng bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Uống thuốc Tây y không thấy khả quan mà quá tốn kém, nên tôi chỉ lại cách chữa bệnh bằng xương rồi cũng khỏi. Vậy đó, nếu nhà nào có người bệnh đau nhức xương khớp thì dùng thử nha, biết đâu phước chủ may thầy. Ngoài ra theo nghiên cứu y khoa tôi đọc được từ các tài liệu cho rằng xương rồng có thể tốt với một số trường hợp sau. Một là làm dịu chứng viêm khớp, ức chế sự di chuyển bạch cầu, hoạt động như một chất xúc tác trong sự phát triển của các bệnh viêm. Nó chứa vitamin A, B2 và C, rất có lợi cho những người bị viêm khớp dạng thấp, giảm đau và chống viêm. Ba là tốt cho đường ruột, giống như một chất khử độc tự nhiên. Nó có thể được sử dụng trong điều trị viêm túi mật và viêm đại tràng, và hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn tốt trong ruột. Ngoài ra, tính chất chống viêm của nước ép này giúp giảm viêm ở niệu đạo và bàng quang, đặc biệt là trong trường hợp sỏi mật và nhiễm trùng bàng quang, đường tiết niệu. 4. Là tăng cường hệ miễn dịch. Uống nước ép xương rồng thường xuyên sẽ giúp loại bỏ các loại virus gây hại trong cơ thể, nên giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, hàm lượng phytochim cao trong cây xương rồng ngăn chặn các khối u và tăng phản ứng miễn dịch trong cơ thể. 5. Là tốt cho phụ nữ. Đối với các chị em phụ nữ đang bị đau bụng kinh, vị chuột rút sẽ rất hiệu quả. Ngoài ra cũng hỗ trợ rất tốt trong việc kiểm soát buồn nôn. 6. Là giảm mỡ máu. Nước ép xương rồng rất giàu chất xơ hòa tan, làm giảm mức cholesterol LDL trong cơ thể. Nó cũng làm giảm quá trình oxy hóa chất béo, ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch. 7. Là ngăn ngừa ung thư. Một công dụng khác của nước ép xương rồng chính là khả năng ngăn ngừa ung thư và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nó có chứa chất chống oxy hóa beta-lactam cao, các chất chống ung thư tự nhiên, được sử dụng thay thế cho hóa trị. 8. Là giảm nguy cơ thoái hóa. Khi kết hợp nước ép xương rồng với một loại trái cây giàu vitamin C sẽ giúp tăng khả năng bảo vệ tổng thể cho sức khỏe. Vì vậy, tiêu thụ thường xuyên nước ép xương rồng có thể làm giảm nguy cơ bệnh thoái hóa và ngăn ngừa lão hóa. 9. Là duy trì lượng đường trong máu. Việc tiêu thụ thường xuyên nước cây xương rồng có thể giúp duy trì lượng đường trong máu. Pectin, chất xơ hòa tan có trong nước trái cây này, làm chậm tốc độ hấp thụ đường của cơ thể người. Chúc các bạn khỏe mạnh.
không?